sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Đồng hành cùng với các em trong nội dung của video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tiến hành soạn bài, viết một chuyện kể sáng tạo dựa trên một chuyện đã đọc và trước khi tiến hành thực hành thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những khái niệm và yêu cầu đối với kiểu văn bản này trước tiên chúng ta cần phải hiểu viết một chuyện kẻ sáng tạo dựa trên một chuyện kẻ đã đọc là chúng ta dùng cái trí tưởng tượng và kỹ năng kể chuyện của mình để viết một chuyện kẻ bằng cách đó là phỏng theo một chuyện mà chúng ta đã đọc với những cái sáng tạo và kết hợp sử dụng những cái yếu tố miêu tả biểu cảm trong khi kể những yêu cầu đối với kiểu văn bản này đó là Trước tiên là trong bài viết của các em phải có những nhân vật có cốt truyện, bối cảnh phù hợp và nội dung có tính giáo dục. Cái thứ hai, đấy là các em sẽ cần phải thể hiện được sự sáng tạo của mình về nội dung truyện đã đọc. Cụ thể, đó là chúng ta cần khơi sâu, nán lại chủ đề, bổ sung nhân vật, sự việc, thay đổi bối cảnh, quan hệ, vân vân Hoặc về hình thức, đó là chúng ta thay đổi về ngôi kể, nhân vật, cách tạo dựng đối thoại, độc thoại, biện pháp tu từ kết hợp miêu tả biểu cảm vân vân và cái thứ ba đó là kết hợp sử dụng những yếu tố miêu tả biểu cảm cho phù hợp về bố cục của truyện kể thì sẽ gồm các phần như sau trước tiên là phần mở đầu kem sẽ giới thiệu nhân vật bối cảnh nội dung chính của truyện kể phần diễn biến kem thuật lại diễn biến các sự việc trong câu chuyện theo một trình tự hợp lý thể hiện được khả năng tưởng tượng và cách kể chuyện sáng tạo có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả biểu cảm trong khi kể chuyện và kết thúc chuyện thì cần phải phù hợp gây ấn tượng hoặc gợi suy nghĩ đối với người đọc tùy từng trường hợp các em có thể giải thích hoặc khái quát ý nghĩa bài học từ chuyện kể và sau đây chúng ta cùng đến với phần hướng dẫn phân tích bài viết tham khảo bài viết tham khảo trong sách giáo khoa mang tên con châu với nội dung của văn bản thì các em sẽ đọc trong sách giáo khoa chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi có liên quan đến văn bản mẫu này Câu hỏi số 1. Tính sáng tạo của văn bản chuyện so với chuyện gốc được thể hiện ở những điểm nào? Đọc lại nội dung tóm tắt của chuyện được phỏng theo ở cước chú trang 116 để xác định những biểu hiện của sự sáng tạo đó. Trước tiên thì trong câu chuyện sự tích con trâu thì có những cái chi tiết đó là Ngọc Hoàng đã sai một vị thần mang hai túi hạt giống, một túi đựng hạt giống ngũ cốc và một túi đựng hạt giống cỏ. Và sau khi phạm sai lầm thì cái vị thần ấy lại không tự mình nhận tội mà phải để nhân dân kêu than với nhà trời. Còn trong văn bản con Châu thì Ngọc Hoàng sai một vị thần gieo 10 hạt giống và một nắm rễ. Sau khi mắc sai lầm, vị thần đã tự mình nhận lỗi lầm và muốn trục tội. Câu hỏi số 2. Chỉ ra một số chi tiết cho thấy văn bản chuyện kể có sự kết hợp khéo léo các yếu tố miêu tả biểu cảm trong khi kể chuyện. Trong văn bản chúng ta có thể chỉ ra một số yếu tố miêu tả được sử dụng, ví dụ như là vị thần cầm hạt giống tay trái, cầm dễ ở tay phải, in bóng lên tầng mây, năm sắc rực rỡ, hình thù lộng lẫy, uy nghiêm với chiếc áo trắng bào màu đen bạc và chiếc mũ rát ngọc có hai cánh chuồn chuồn cong vút lên như mảnh trăng lưỡi liềm rồi là những cái chi tiết miêu tả cảnh tượng thiên nhiên như là đồi núi hoang vu, năm gối dài lên nhau, những bãi cát bao la, những cánh đồng khô đẻ, chỉ trơ toàn đá xám với đất nâu, cỏ mọc lên um tùm thành từng cánh đồng, thành từng ngàn, từng rừng ngun ngút, rồi là một vật lâm xám đen trên đầu có hai cái sừng dài cong vút. Yếu tố biểu cảm được sử dụng trong tác phẩm ví dụ như là Ngọc Hoàng cả giận hay là vị thiên thần ăn năn hối lỗi. Câu hỏi số 3, Văn bản trên đã đáp ứng những yêu cầu về nội dung đối với các phần mở đầu chuyện, diễn biến chuyện, kết thúc chuyện như thế nào. Ở trong phần mở đầu thì câu chuyện đã giới thiệu được bối cảnh và nhân vật chính trong câu chuyện này, phần diễn biến thì lần lượt kể lại các sự việc. Cuối cùng phần kết thúc là giải thích về sự tích con trâu. Câu hỏi số 4, qua văn bản trên em rút ra được những lưu ý gì khi viết một chuyện kể sáng tạo dựa trên một chuyện kể đã đọc? khi chúng ta tiến hành viết lại một chuyện kể dựa trên một câu chuyện đã đọc thì chúng ta cần lưu ý đó là khi kể chuyện có nhân vật cốt truyện bối cảnh phải phù hợp và cái thứ hai đó là phải thể hiện được sự sáng tạo của người viết về nội dung dựa trên câu chuyện mà mình đã đọc và cuối cùng là nên kết hợp sử dụng nhịp nhàng hài hòa yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể chuyện và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thực hành viết. Đề bài đặt ra cho các em đó là Viết một chuyện kẻ sáng tạo với đề tài tự chọn, phỏng theo một chuyện đã đọc khoảng 1.000 chữ, có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. Ở trong nội dung này thì chúng ta lần lượt thực hiện các bước như sau. Trước tiên là bước chuẩn bị, thì căn cứ vào cái tính mở của đề bài, các em sẽ chọn ra một cái câu chuyện kể mà các em đã từng được đọc, cũng như là các em cảm thấy ấn tượng và thích thú với câu chuyện đó ngoài ra thì game cũng có thể lựa chọn dựa trên những cái tiêu chí như sau đó là nội dung truyện thì nó phù hợp với cái thuần phong mỹ tục cũng như là nó mang cái ý nghĩa giáo dục cái thứ hai đấy là nhân vật và cốt truyện nó không quá phức tạp số trang viết thì phải vừa phải thôi và cái thứ ba đấy là nó vừa sức với mình và thuận lợi cho việc phát triển những cái tư duy sáng tạo của bản thân bước số 2 đó là bước tìm ý và lập dàn ý thì game sẽ cần phải đọc kỹ lại câu chuyện mà mình đã chọn và sau đó xác định chủ đề, đặc điểm, nội dung, hình thức của truyện kể, phỏng theo, tóm tắt, chuỗi sự kiện, nhân vật. Và cái thứ hai là các em đi trả lời một số những cái câu hỏi để có thể định hướng cho việc viết lại cái văn bản truyện kể mới. Các em có thể quan sát một số câu hỏi như trên màn hình. Và bước số 3 đó là bước thực hành viết. Ở bước này thì các em sẽ dựa vào cái gian ý mà mình đã lập, chú ý kết hợp trần thuật với miêu tả và biểu cảm và khi mà chúng ta viết một chuyện kẻ sáng tạo dựa trên cái cơ sở phỏng theo một chuyện đã đọc thì mình cần lưu ý đó là học tập cái cách hư cấu sáng tạo của một số nhà văn ví dụ như là các em có thể tham khảo những cái văn bản như là văn bản thơ sơn tinh thủy tinh của nguyễn nhật pháp mà chúng ta đã tìm hiểu và hoặc là văn bản chó sói và chiên con của tác giả la fontaine và sau đó chúng ta học cái cách sáng tạo của các tác giả dựa trên những cái điểm tựa từ tác phẩm gốc và sau đây thì cô mời các em tham khảo một câu chuyện mẫu như sau có rất nhiều truyền thuyết về các vị anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhưng người ta vẫn mãi khắc ghi một truyền kỳ về người anh hùng ở làng gióng, được truy phong là Phù Động Thiên Vương mà nhân dân Việt Nam ta đời đời nhớ ơn. Truyền thuyết kể rằng vào đời vua hùng thứ sáu, ở một ngôi làng nhỏ có hai vợ chồng nghèo sống rất tỉ nghĩa phúc đức, cuộc sống khó khăn không khiến họ mệt mỏi hay chán nản. Thế nhưng, Tuổi của cả hai đã ngày một lớn mà mong mỏi mãi cũng không có lấy một mụn con cho vui nhà vui cửa. Hai vợ chồng lấy làm buồn lòng lắm, hàng xóm cũng cảm thấy xót xa cho họ. Một hôm trời nắng to, bà lão theo lệ thường ra ruộng làm cỏ. Trong lúc đang cặm cụi nhổ cỏ thì bà vợ bỗng nhìn thấy một dấu chân to. Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, bà lại đưa chân mình vào ướm thử. Sau chuyện ấy, bà cũng quên khuấy đi. Ba tháng sau, bà bỗng cảm thấy người mệt mỏi chán ăn. Đến thầy lang khám bệnh thì hay tin mình có thai. Khi nghe tin, cả hai vợ chồng đều rất đỗi vui mừng và sung sướng, bởi ước nguyện bấy lâu đã trở thành hiện thực. Gia đình nhỏ của hai vợ chồng dần trở nên ấm áp hơn cả, ngày ngày chờ đợi đứa con bé bỏng ra đời trong hạnh phúc. Nhưng lạ thay, đã qua 9 tháng 10 ngày tròn mà người vợ vẫn chưa trở dạ. Hai vợ chồng lấy làm lo lắng, đợi mãi cho đến khi cái thai được tròn 12 tháng thì đứa trẻ mới chịu chui từ bụng mẹ ra. Vừa ra đời, người ta đã nhận xét rằng đây là một đứa bé có tư chất hơn người. Bởi cái vẻ thông minh sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, vợ chồng ông lão nghe thấy thì càng vui mừng hơn cả, đặt cho con mình cái tên là gióng cho dễ nuôi. Cuộc sống của gia đình ba người cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng lạ thay, mãi đến ba tuổi gióng vẫn chẳng biết đi, biết đứng. Ba mẹ đặt đâu thì em ngồi đấy, em cũng chưa hề mở miệng nói một câu nào. Điều ấy làm cho vợ chồng sốt ruột, bồn chồn không yên vì sợ con mình có bệnh lạ. Năm đấy, giặc ở phương Bắc tràn vào xâm lược nước ta, dày déo mảnh đất lạc Việt. Thế giặc mạnh, Vua Hùng cùng với các lạc hầu lạc tướng rất lấy làm lo lắng. Trước tình hình ấy, vua bèn nảy ra một ý cho sứ giả truyền tin tuyển mộ người tài và đức ra giúp đất nước. Khi sứ giả vừa loan tin đến đầu làng, lóng bỗng cất tiếng nói, mẹ ra mời sứ giả vào đây giúp con. Người mẹ tuy sửng sốt nhưng vẫn chạy ra mời sứ giả vào. Vào đến nơi thì sứ giả chỉ thấy một cậu bé 3 tuổi và hai vợ chồng đã tuổi xế chiều thì lấy làm tức giận, tưởng mình bị đùa giỡn. Thế nhưng, gióng đã kịp lên tiếng, giặc đã hoành hành khá lâu, ta xin nguyện vì bệ hạ vì non sông xung quanh đánh giặc. Khẩn cầu ngài về tâu với nhà vua, chế tạo cho ta một chiếc roi sắt từ loại sắt tốt nhất, đảm bảo đánh trăm trận mà không gãy, ban cho ta một con chiến mã bằng sắt nặng ngàn cân và một bộ giáp sắt nặng trăm cân, giáo mác xuyên qua cũng không thủng, như thế ta có thể yên tâm diệt giặc sứ giả nghe thế thì lấy làm mừng rỡ vì đích thị đây là nhân trung long phượng là bậc kỳ tài hiếm có nên mới có thể có khẩu khí hiên ngang oai hùng của võ tướng như thế kể từ ngày gặp sứ giả gióng lớn nhanh như thổi bao nhiêu cơm gạo ăn cũng không đủ dân làng người nhà chung tay góp cơm góp gạo cho gióng ăn thầm mong chàng sớm ngày đánh tan lũ giặc xâm phạm bờ cõi mười ngày sau mọi thứ mà gióng yêu cầu đều đã được mang tới cả lúc này từ một đứa bé ba tuổi gióng đã trở thành một chàng trai cao lớn vượt trội tầm vóc phi phàm thân hình cao lớn cơ bắp cuồn cuộn chàng mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa sắt cầm roi sắt từ biệt quê hương và lên đường diệt giặc trước khi đi gióng quay lại nhìn cha mẹ kiếp này đa tạ phụ mẫu đã sinh dưỡng, rồi hướng thẳng về phía trước mà đi. Con ngựa rất vốn tưởng là khối sắt, không có linh tính, thế nhưng lúc này nó lại phát ra tiếng hí vang trời, rồi phóng vụt đi. Chốc lát chỉ còn lại bóng mờ mờ của người anh hùng. Ngựa chạy một đường đến nơi đóng quân của giặc, ngựa đi đến đâu phun lửa đến đấy, thiêu trụi hết lương thực và lều trại của quân địch. Chúng hoảng hồn bỏ cả vũ khí mà chạy thoát thân, kẻ dẫm đạp lên nhau, người đi chết dưới vó ngựa. Tráng sĩ vung roi quất liên hồi và lũ giặc cướp nước, khiến chúng chết như gà dạ dưới vó ngựa. Thế nhưng giặc quá đông, sau 3 ngày chinh chiến thì không may, roi sắt gãy làm đôi. Lúc này, tráng sĩ vừa đuổi giặc đến khu vực có lũi tre già hàng mấy chục tuổi. Ngựa sắt phun lửa làm loài tre ấy trở nên vàng bóng, nhanh trí, tráng sĩ đã dùng sức mạnh nhổ hẳn cây tre to nhất bên đường làm vũ khí thay gió sắt kỳ diệu thay vốn chỉ là một cây cỏ thế nhưng trên tay tráng sĩ cây tre bỗng trở nên mạnh mẽ không kém gì so với thứ vũ khí sắc bén khác sau 7 ngày chiến đấu cuối cùng đất nước ta cũng sạch bóng quân thù chỉ còn lại hàng vạn xác chết trốn xa trường khung cảnh tiêu điều tan hoang tráng sĩ sau khi diệt giặc thì thúc ngựa chạy vào rừng sâu tìm nơi có dòng suối nguồn trong trẻo chưa ai biết đến tắm rửa sạch sẽ cởi bỏ lại bộ giáp sắt như một cách báo cáo hoàn thành sứ mệnh rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời với hùng để tưởng nhớ công ơn đã phong cho tráng sĩ là phù đồng thiên vương và cho xây lập đền thờ ngay tại quê nhà để đời đời được hưởng nhang khói của nhân dân và bước số 4 cũng rất quan trọng đó chính là bước xem lại chỉnh sửa và rút kinh nghiệm căn cứ vào nội dung bài viết của mình các em sẽ quan sát cái bảng kiểm sau xem là bài viết của các em đã đạt được những cái tiêu chí như yêu cầu hay chưa như vậy thì trong nội dung của video bài soạn ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em tiến hành soạn bài, viết một chuyện kẻ sáng tạo dựa trên một chuyện đã đọc. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách